giới thiệu với toàn thể anh em một cặp combo đờ lông, hàng xuất điện 220, điện 220 anh em khỏi phải lo đổi nguồn. Combo đờ lông mặt đen, CD là đờ lông DCD 520 AE. Mẹ ơi con thương mẹ quá mẹ ơi. Âm ly là âm ly đờ lông PMA 510 AE. Khi bấy lâu hờn mẹ, bao ngày qua. Có một cặp combo này là rất ngon bổ rẻ, ghép được rất là nhiều dòng loa. Máy còn đẹp và toàn bộ nguyên bản. Dòng này có thêm lon lớt. Giá ưu ái cho anh em ngày hôm nay. Chiều bán cơm cà dưa, thương quá tấm thân mẹ già. Mà hoàng thay đêm nay có. Giá combo cả bộ chỉ có 6 triệu đồng. Máy đẹp và nguyên bản, chỉ 6 triệu anh em đã có một bộ ghe nhạc rất là ok rồi ạ. Điện 220 mình không cần lo phải có ổ đồ nguồn nữa nhá. Anh xin nhắc lại, CD có model là 520 AE và âm ly là có model là 510 AE. Một đời chắc chiêu hy sinh dẫu cho khó nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ một đời vẫn rạng ngời với thời gian. Đi mắt đọc rất là gấu nhỉ. Chỉ có 6 triệu đồng. Anh em nhanh tay nhá.